Rồi ghế bên trái. Ôi. Rồi. Rồi, xuống. Mời hai anh chị tháo mặt nạ của mình ra. Chào chị Cát Tường. Chào MC Cát Tường. Dạ, mình sẽ giới thiệu lớn to rõ để cho đối phương có thể nghe được những chia sẻ của mình ngày hôm nay nha. Mời anh giới thiệu trước ạ. Mình tên là Đoàn Hà, 47 tuổi. Hiện đang kinh doanh về bất động sản. Yeah. Anh Hà đang sống ở đâu ạ? Mình sống mình định cư bên Mỹ và mới trở về Việt Nam mấy năm nay. Là bây giờ mình ở hẳn Việt Nam luôn hay là mình vẫn đi về về? Cũng đi qua đi lại. Dạ. Yeah. Anh ở quận mấy anh? Ở thành Việt Nam. Mình ở Tân Bình. Tân Bình. Mình ở đó với ai? Mua nhà riêng ở ở một mình. Dạ. Yeah. Yeah. Coi như là về đây được mấy năm rồi ha. Lý do nào anh lựa chọn là quay trở về Việt Nam ở trong mấy năm vừa qua? Cũng qua Mỹ được 20 năm rồi cho nên là cũng về lại Việt Nam là để kinh doanh á. Nhưng mà cũng không ở lại Việt Nam, ở Việt Nam luôn mà đi qua đi lại. Dạ, yeah. Bây giờ mình nghe chia sẻ của bạn gái bên đây một xíu ha. Mời em gái giới thiệu nè. Dạ, em là Phương Thanh. Năm nay em 38 tuổi. Em đang là giáo viên cấp 2 ở một trường tại quận 1. Quê em ở đâu? Dạ, em sinh ra và lớn lên ở tại Sài Gòn chị. À, giờ thì mình đang sống với ai em? Em sống với ba mẹ. Ba mẹ sống ở đây luôn, nhà đông anh chị em không? Dạ không, chỉ có một em gái thôi. À, giờ coi như là nhỏ lớn, ăn học lên lớn là giờ đi làm cô giáo thôi phải không? Dạ vâng. Rồi, rất là đơn giản ha. Điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh của em hả? Em thì khá là tự tin á. Mọi người nhận xét em là rất là ấm áp khi mà nói chuyện. Nhưng mà đối với người lạ thì đôi khi em hơi nhút nhát. Có thể là mọi người nghĩ là em chưa có thân thiện, nhưng mà khi mà nói chuyện vô thì mọi người thấy là em là một người ấm áp. Còn cái nhược điểm của em thì là em là hơi bị vội vã. Tính em thì nó hơi hậu đậu một xíu. Khi mà em đã quyết định điều gì rồi thì em sẽ không có suy nghĩ lại về cái quyết định của em. Coi như là làm là quyết là không hối hận phải không? Dạ vâng. Quyết đoán trong công việc. Dạ. Yeah. Em dạy môn gì? Em dạy môn giáo dục công dân. À, môn giáo dục công dân. Rất là điềm đạm. Nhưng mà sao lại hậu đậu ta? Làm cô giáo mà hậu đậu rồi ảnh hưởng đến công việc không? Đôi khi em hơi bị vội vã trước những cái quyết định của em á chị. Em hơi bị coi như là vội vàng quá. Nhưng mà nhiều người cứ nói nếu mà em làm khác đi thì kết quả nó sẽ khác. Nhưng em thì không nghĩ vậy. Em luôn cái quyết định của em là em nói là nó là đúng. Nếu như vậy thì là vậy là đó là điểm mạnh hay điểm yếu? Tại vì em nói là em luôn vội vã trong những quyết định, nhưng mà em không bao giờ cảm thấy hối hận về quyết định của em. Vậy là được rồi, em làm theo ý em là được rồi. Ý là hơi hậu đậu á chị. Nhiều khi mình làm nhanh quá cái nó dẫn đến một cái số điều không hay. À, dạ. Thế còn anh, điểm mạnh điểm yếu của anh là gì? Điểm mạnh của Hà là vui vẻ hòa đồng, năng nổ trong công việc, tiếp người sống tình cảm, biết chơi đàn và hát. Wow, biết chơi đàn với hát nữa, tuyệt quá. Thế còn điểm yếu? Điểm yếu của mình là chắc cứ hơi cầu toàn. Có khó tính không anh? Không, mình không khó tính. Không khó tính. Có gia trưởng không anh? Ừ, không luôn. Sống ở nước ngoài chắc cũng không có khó được gia trưởng đâu ha. Dạ không. Anh chơi đàn là chơi đàn gì? Piano hay guitar? Mình chơi guitar. Guitar. Dạ. Rất tiếc đây không có guitar, nhưng anh vẫn có thể hát tặng mọi người. Tặng bạn gái bên này một đoạn nào đó mà anh thích. Dạ được. Mình hát một đoạn trong nhạc phẩm Tình Thơ Xót Xa. Dạ. Tặng bạn gái và tặng mọi người. Dạ. Từ khi yêu em, anh đã biết bối rối vì những lúc thoáng nghe em cười. Anh đã biết con tim yêu em mất rồi. Người yêu ơi, xin em chớ quên. Mùa xuân trên cao, ngàn hoa lá lấp ánh nắng, nụ hôn thơ ngây trao em rồi. Em dịu dàng thiết tha cho tình đắm say, cuộc tình ngờ dài lâu ngủ sâu vòng tay em mãi. Rất là ngọt ngào. Em cảm nhận như thế nào về giọng hát của ảnh? Em thấy ảnh hát rất là hay á chị. Thế em có biết hát không? Dạ không. Em hát rất là dở. Hát rất là dở. Em nói rất là hay đúng không? Nói trong lớp với mấy đứa dạ, nhỏ phải không? Dạ. Rồi, thế tình trường của em như thế nào? Em thì trải qua 3 mối tình, trong đó là có 2 người nước ngoài. Nước ngoài hay là Việt Kiều? Nước ngoài. Nước ngoài luôn. Cái mối tình mà gần đây nhất á là để lại một cái ấn tượng rất là sâu sắc đối với em. Thì ảnh thì là cũng là sinh ra ở Mỹ, nhưng mà ảnh làm việc bên Mã Lai á chị. Nói chung là tụi em đi du lịch, sau đó thì tụi em gặp ảnh. Sau đó khoảng chừng 2 tháng thì ảnh bay qua Việt Nam để mà gặp em.
Rồi em bay qua bển, gặp ảnh mà em đi chung với mẹ em. Thì sau đó em cảm nhận là ảnh không còn yêu em giống như xưa nữa. Ảnh có một cái gì đó thay đổi. Mặc dù bên ngoài ảnh rất là chiều chuộng em, chăm sóc cho em đủ thứ hết, nhưng mà em có một cái cảm nhận của phụ nữ chị. Rồi em về Việt Nam, sau đó bạn em, thì bạn em sống bên đó thì nói là ảnh đang có sống chung với một cái bạn nữ. Khi em trở về Việt Nam một tuần sau đó thì tụi em vẫn liên lạc, nhưng mà em thì có một cái cảm giác khác rồi. Em quyết định là nói chia tay với ảnh. Một tháng sau đó là ảnh liên lạc với em liên tục. Em tức quá, em không biết cách nào hết, là em phải xóa hết tất cả những gì liên quan đến ảnh. Tất cả luôn, số điện thoại anh hay số khác em lại tiếp tục xóa. Em chặn tất cả mọi Facebook, Instagram em chặn hết. Em nghĩ là lý do thứ nhất là do anh thay đổi. Và lý do thứ hai, mà cái lý do mà anh thay đổi á, là do cái quan niệm của em. Mặc dù là mọi người nhìn em bên ngoài thì thấy có vẻ như là em là người sống phóng khoáng, nhưng mà thực chất là không phải như vậy. Trong cái quan hệ mà nam nữ á, thì em cái quan niệm là không có sống thử và không có quan hệ trước hôn nhân. Mà chỉ biết là người phương Tây thì họ đòi hỏi cái chuyện đó đầu tiên. Nhưng mà ảnh cũng rất là hay, ảnh chịu đựng em trong vòng hả một năm trời hơn. Em quen ảnh là 1 năm 3 tháng. Mặc dù đã chia tay thì em cảm thấy anh vẫn là một người tốt. Bởi vì sau đó 2 tháng thì em nhận được cuộc gọi từ chương trình. Em thấy mình thật là may mắn. Thôi, em thấy mình may mắn là được rồi. Tại vì thật sự mỗi người sẽ có một cái suy nghĩ, một cái quan điểm riêng. Nhưng mà thật, khi mà chị rất là trân trọng em ở cái việc là em đã đưa mẹ đi cùng sang để gặp ảnh. Có nghĩa là mình là một người nghiêm túc và muốn tính đến cái chuyện lâu dài. Nên có thể em đã bị tổn thương khi mà em phát hiện ra điều đó. Đó cũng là một cái thông điệp để gửi đến các quý ông, là đôi lúc đó, trong một cái mối tình, cái chuyện tình cảm, mình không biết trân trọng mà không biết gìn giữ thì nó mất lúc nào không hay. Có nhiều người đàn ông đôi lúc họ lại hơi tự tin thái quá, vì họ nghĩ rằng cái người này quá tốt với mình, cái người này quá yêu thương mình, thì họ sẽ mãi mãi ở đó và đợi chờ mình. Nhưng mà phụ nữ mình nó rất là vị tha, rất là dễ tha thứ. Câu chuyện này cũng mới đây ha, chắc có lẽ em vẫn còn âm ỉ. Thế nhưng mà thôi, em đã nói em may mắn và chương trình đã gọi mình rồi. Thì chị mong rằng tất cả những chuyện đó nó sẽ qua và em sẽ có một cái tương lai tốt hơn với những gì mà em đáng được nhận. Em cảm ơn chị. Rồi, thế anh ạ, tình duyên của mình thì như thế nào ạ? Mình thì cũng có 2 mối tình lúc còn bên Mỹ. Mối tình thứ nhất là lúc còn mình mới qua đó, đi học trong trường, quen bạn gái trong đó. Lúc đó thì đang đi học mà chưa có tài chính, chưa có đi làm, chỉ làm part time thôi, làm ít giờ đó. Mối tình đó cũng kéo dài được năm đó, thì mình cũng chia tay. Mối tình thứ hai là lúc mình quen cách đây cũng 5-6 năm rồi. Bạn gái đó là sống ở tiểu bang khác, cho nên là cái sự liên lạc đó, nó cũng không có được suôn sẻ đó. Cuối cùng là cũng không đến được với nhau. Bao nhiêu năm anh về Việt Nam, 3-4 năm nay thì mình cũng chưa tìm, không có quen một mối quan hệ nào ở đây ạ? Về đây được 3 năm rồi thì cũng có quen một bạn gái, nhưng mà rồi cũng không thấy hợp. Anh nghĩ như thế nào về quan điểm của bạn gái bên đây vừa chia sẻ về việc là sống thử trước hôn nhân? Sống thử trước hôn nhân thì mình nghĩ là nếu mà hai người á, quen nhau mà cảm thấy mà hòa hợp với nhau á, đã tìm hiểu nhau kỹ rồi đó. Tùy theo hoàn cảnh đó, nếu mà cái sống trước hôn nhân có thể là có thể chấp nhận được, nếu mà hai người chân thành với nhau. Đã xác định là yêu nhau và chân thành với nhau rồi, sao không cưới đi? Có thể hoàn cảnh đó người ta chưa thể tổ chức đám cưới được, hay là vì một lý do nào đó. Nhưng mà bây giờ ví dụ như cô gái này, cô đã chia sẻ cái quan điểm của cổ là không có quan hệ trước hôn nhân. Thì nếu như trường hợp mà mình tìm hiểu, mình thấy hợp ý mình và tiến đến lâu dài, thì anh có chấp nhận cái việc như vậy hay không? Mình tôn trọng ý kiến của bạn gái, mình tôn trọng ý kiến của người khác. Theo mình thì mình cũng không thích sống thử trước hôn nhân. Anh mong muốn tìm một người bạn gái hay là một người vợ tương lai của mình sau này là người như thế nào? Mình cũng thích một cái người phụ nữ hiền, có tính cách nhẹ nhàng, biết lo cho gia đình. Về ngoại hình mình có yêu cầu gì không anh? Ngoại hình thì nhìn dễ nhìn chút. Cũng đơn giản ha. Thế còn em mong muốn tìm một người như thế nào? Dạ, một người thì em mong muốn nó là tính tình thì phóng khoáng, nói chung là vui tính một xíu, với lại là quan trọng là phải biết quan tâm yêu thương em, vậy là đủ rồi chị. Anh nhớ ảnh là có hơi lớn hơn em cũng khá nhiều. Anh là sinh năm bao nhiêu anh? Dạ, mình sinh năm 73. 73. 73 thì lớn hơn bạn 9 tuổi. Thì đối với bạn về là nhiều hay ít? Em thì không quan trọng tuổi tác, chủ yếu là mình nói chuyện có hợp với nhau không, mình có cái cảm xúc gì hay không thôi chị. Về ngoại hình em có yêu cầu gì không? Em nghĩ là nên cao khoảng 1m7. Để coi một lát, ủa anh cao bao nhiêu anh? Mình 1m67. 1m67 thôi, thiếu một xíu ha. Hai bạn có chuẩn bị có hình không? Dạ có chị. Anh có hình không anh?
trong điện thoại đây. Rồi cũng được, anh cho em xem hình thử coi. Mình đoán cái thử nhau cho vui xem mình có nhận ra nhau không nè. Dạ, đây, anh nhìn đi. Cô gái ấy trong đó đó, một cô giáo dạy giáo dục công dân. Nhìn đi em, tìm đi. Trong đó có ảnh đó, 47 tuổi, biết đàn, biết hát, kinh doanh bất động sản, Việt kiều Mỹ. Về đây được 3 năm. Đó, thông tin nó chỉ có vậy, cao 1m67. Sao? Anh nghĩ là ai? Bạn này. Quá rồi, giữ. Tại sao anh lại chọn cô đó? Thấy bạn gái nói cái tuổi đó, mình đoán vậy. Cũng hay, còn em? Em nghĩ là anh Tuấn Chính Dữ này. Lý do sao em chọn anh đó? Em đoán vậy thôi chị. Giữ đó đi, giữ nguyên nó đi. Coi phải hay không nha. Mời hai anh chị nhìn về hướng trái tim để Tường mở trái tim này ra xem có đúng như cái người mình chọn hay không. Mà ông cũng ác ghê, ông đưa cái hình ta chọn, ông đưa tấm hình, ông nhắm mắt. Chào hai bạn. Ảnh đã đoán đúng em đó, cô gái chính giữa mà chính giữa đeo mắt kiến đen chính giữa đúng không? Dạ đúng rồi. Nhưng mà em đã chọn trật ảnh rồi, tại ảnh đưa hình cũng oan nghiệt lắm. Anh đưa sao tấm hình ta chọn, anh đưa tấm hình anh nhắm mắt vậy anh? Người ta mới chọn người khác chứ. Khi chính giữa trái tim này mở lên thì cái cảm nhận đầu tiên của anh là gì? Dạ nhìn bạn gái cũng vui vẻ, dễ thương. Dạ cảm ơn anh. Thế còn em, cảm xúc đầu tiên của em là gì khi mà chính giữa trái tim này mở ra? Nhìn ảnh có vẻ là người nhân hậu. Cảm ơn. Đó cũng chỉ là cái cảm xúc đầu tiên thôi. Chúng ta cần phải có thời gian để trao đổi, có dạ, thời vâng. gian để tìm hiểu ha. À quên, tặng quà anh. Dạ. Anh có món quà tặng. Dạ, cảm ơn anh. Em cũng có món quà tặng anh. Dạ. Đây là một cái quyển truyện. Thì em chưa có đọc cái chuyện đó, thì em muốn là anh những cái quyển truyện đó anh đọc xong anh kể xem nghe nội dung đó là như thế nào. Trời ơi, cũng quà nghiệt quá ha. Còn bên đây quà gì mở ra coi nè. Dạ, đây là một chai nước hoa. Trời ơi, mới gặp nhau mà tặng nước hoa. Người ta nói có điềm đó, thiệt tình luôn à. Thôi kệ đi, chứ hồi đó giờ tôi người ta cũng tặng tôi hoài rồi, tôi cũng chia tay hoài à. Mà không tặng cũng chia tay, mà tặng cũng chia tay. Thà có tặng đi, có chia tay còn có quà. Cái tựa cuốn chuyện tên gì anh cũng chơi, em cái cuốn chuyện đây. Để em về em coi anh có đọc không, rồi anh kể cho người ta nghe. Đời thay đổi khi chúng ta thay đổi. Đổi tư duy một chút xíu thì có thể thay đổi cuộc sống được ha. Rồi hy vọng anh sẽ đọc cái chuyện này xong rồi anh có cơ hội kể cổ nghe. Bây giờ thì mời hai anh chị sẽ có một ít thời gian để chúng ta có thể trò chuyện trực tiếp với nhau. Mình chắc cũng có nhiều điều cần phải chia sẻ thì mới có thể hiểu thêm nhau được. Mời em. Dạ, cảm ơn em. Anh có gì muốn hỏi em không? Em tên gì anh quên? Dạ, Phương Thanh. Phương Thanh. Anh là tên Hà. Hà dạ. Thanh quê ở đâu? Dạ em ở Sài Gòn đúng không ạ? Sinh Sài Gòn. Dạ, ba mẹ em cũng sinh ở Sài Gòn. Anh cũng vậy, anh cũng sinh Sài Gòn. Hiện giờ em sống với ba mẹ? Dạ vâng, em sống với ba mẹ. Còn em gái em thì đã lập gia đình rồi và có một bé. Thì cuối tuần thì em gái em cũng về nhà em chơi. Nói về vậy thôi chứ nhà nó cũng ở quận Phú Nhuận luôn. Còn công việc của anh như thế nào? Anh thì bây giờ cũng về đây là kinh doanh làm về nhà đất đó. Là anh ở đây luôn hả anh? Thì anh cũng đi qua đi lại. Hồi xưa thì anh về cũng hay về chơi, nhưng mà chỉ về chơi thôi. Yeah. Một hai năm về lần chơi, một hai tháng. Yeah. Mà lần này là anh về lâu. Ý là anh quyết định là ở đây lâu dài luôn hả anh? Thì cũng chưa biết nữa. Hiện giờ thì là về đây 3 năm thì quyết định là hiện đang ở đây. Yeah. Nhưng cũng đi qua đi lại. Nhà em thì em có tính 6 người dì, 1 người cậu. Hết 5 người dì ở bên Mỹ hết à. Chỉ còn cậu em với lại mẹ em ở Việt Nam. Em hỏi anh gì? Thì không biết hỏi gì. Quan điểm của anh về hôn nhân như thế nào? Thì anh nghĩ là trong hôn nhân thì là quan trọng là mình hòa hợp được với nhau. Dạ. Yeah. Quan tâm, chia sẻ. Dạ. Yeah. Em thì nghĩ là phải biết tôn trọng nhau. Đúng. Yeah. Cái đó nó quan trọng lắm. Mẹ em nói là nếu mà tìm được một cái người chồng mà biết mà yêu thương mình á thì gia đình sẽ rất là hạnh phúc. Em nghĩ nó rất là đúng. Mà từ đó giờ em tìm hoài mà chưa thấy. Quen nhau thì bao lâu tiến đến hôn nhân? Nói chung là tuổi của em thì nó không còn nhỏ nữa. Dạ, thì nói chung là càng sớm càng tốt, em nghĩ vậy. Em nếu mà kết hôn em muốn có mấy baby. Cái đó là tùy duyên á anh ơi, mình không nói trước được. Bây giờ quan trọng cái câu chuyện của hai người nè. Anh định là sau này rồi thí dụ như hai người mà có duyên lấy nhau đi thì mình sẽ sống ở đâu? Rồi cô có phải làm dâu gì hay không? Hay là anh sống cùng với ai hay như thế nào? Đó là một cái chuyện trước mắt đó. Còn chuyện đẻ mấy đứa là phải ở đâu hả? Rồi mới biết đẻ mấy đứa nè. Cái
Kết hôn thì mình sống, anh cũng mua nhà rồi, thì ở Tân Bình á. Dạ vâng. Thì mình ở Tân Bình. Thế còn gia đình anh còn? Anh chị gia đình thì bên Mỹ hết rồi. À, ba mẹ? Ba mẹ thì bên Mỹ, nhưng mà ba mẹ cũng mới mất mấy cách đây 4-5 năm rồi. À, có nghĩa là cũng tự do, đầu do độc lập. Dạ vâng. Bên Việt Nam thì còn chỉ còn cháu gái. Là anh định là sau này là mình sẽ lập nghiệp ở Việt Nam luôn? Dạ, có thể. Ừ, có thể vậy. Em thích sống Việt Nam hay là thích em muốn là... qua ngoại quốc? Em nghĩ là ở đây mình có cái công việc, có gia đình mình ở đây. Còn thí dụ như qua Mỹ thì mình có thể đi du lịch thì mình sẽ hay hơn, thích hơn là mình sống ở bên đó. Nhưng mà chị lại nghĩ nếu mà chị có con cái thì chị muốn con cái chị ở nước ngoài. Thì cũng nhiều người cũng có suy nghĩ giống chị á. Nhưng mà tại vì em chưa có con cho nên em chưa hiểu tới vấn đề đó như thế nào. Nhưng mà em thì em thích ở Việt Nam hơn. Nếu có điều kiện là mẹ em cũng có thể đi Mỹ được. Nhưng em nói mẹ em cứ việc đi thôi, chứ em là em sống ở đây thì thoải mái, như em có thể em đi qua bển thăm ba mẹ em thì em thích hơn. Về qua bển thì mình không có được làm một cái công việc mình yêu thích. Ừ. Đó là cái quan điểm suy nghĩ. Mọi chuyện nó còn ở phía trước. Nếu mà cặp đôi này thành công mà tiến tới hôn nhân thì dễ, mà muốn ở đâu cũng được mà. Mọi sự nó đều nằm trong cái khả năng của mình. Nhưng mà thí dụ những người mà lớn tuổi á, hoặc là những người mà họ đã sống nhiều năm ở bên kia, thì hay là một cái lý do hoàn cảnh gì đó, đôi lúc họ là muốn nhàn hạ, nhàn nhã rồi họ mới muốn về Việt Nam. Đó là chuyện của hai người khi mà chúng ta tiến xa hơn nữa. Nhưng quan trọng trước tiên là phải tìm hiểu và phải cảm thấy hợp rồi mình mới tính tới được những bước đó nữa. Bây giờ thì mời hai anh chị bóc một lá bài của chương trình đi ha, để xem những cái yêu cầu trong này mình thực hiện để cho nó vui với lại mình hiểu nhau nhiều hơn. Anh bóc trước đi ạ. Một lá thôi, anh thàm quá. Rồi anh đọc lên giùm em. Nếu được một chàng trai ôm bất ngờ, bạn thích được ôm như thế nào? Dạ thì ôm thì bình thường thôi. Ôm nhiều kiểu lắm em. Ôm đằng trước, ôm trực diện, ôm đằng sau, ôm tới. À, ôm bên hông, ôm đó, nó nhiều cách ôm lắm chứ. Ôm giống như hai người bạn gặp nhau ôm nhau vậy. Là ôm sao hai người bạn gặp nhau? Hai người bạn là ôm trực diện. Dạ ôm trực diện. Rồi, anh qua thực hiện nữa anh. Là ôm trực diện. Dạ đúng rồi, thì tại cổ muốn ôm trực diện. Thì cổ, chị là thích ôm sau lưng. Nhưng mà có thể có đó là một cho dành cái người đàn ông mà mình yêu thương. Dạ đúng chính xác. Đúng rồi, nhưng mà chị là thích vậy. Rất vui được biết em. Dạ, dạ vâng. Chào anh Hùng. Trời ôm gì không có dính gì hết trơn. Ôm phải dính chưa? Dính. Trời ôm chứ 30 giây tao cũng mới kịp ghi hình chứ chưa gì hết trơn. Làm lại à? Nhiệt tình. Lại hả chị? Lại. Đó, phải ghi hình được chứ. Rồi, cảm ơn anh ạ. À, em gái đọc cái yêu cầu của mình đi ạ. À. Bạn và bạn gái đang cùng đi bộ. Bất chợt bạn gái kêu đau chân, bạn sẽ làm gì? Hãy thể hiện bằng hành động. Là hai người đang đi bộ. Người đang đi dạo, đang đi bộ mà cổ mang giày cao gót, giờ cổ bị đau chân thì lúc đó anh sẽ xử trí như thế nào? Thì sẽ dừng lại và anh sẽ hỏi em là tại sao đau chân, rồi nếu mà mình chật đi, mình chật gót á thì mình sẽ dừng lại mình nghỉ ngơi, hay là nếu mình đau quá thì anh sẽ nắng chân lại cho em. Nắng chân lại cho em. Trời ơi, nắng biết nắng chân luôn hả anh? Trời ơi, nắng chân luôn. Cứ tại là bị chật chật khớp hay là gì đó, rồi mình nắng lại hay là sao đó. Rồi cổ vẫn đau luôn, rồi làm sao đi về anh? Thì có xe là mình trở về thôi. Trời đất ơi. Mình đi xe mà. Chứ anh không, anh né từ ẩm bồng luôn, anh lộn nổi sao á. Dìu ra xe anh ha. Mình không ẩm bồng nổi thì mình cũng dìu ra nổi. Thế là có hỏi kêu sẽ dìu em sẽ ra xe. Dìu nổi không anh? Dạ được. Bình thường anh có chơi thể dục thể thao gì không? Thì khi về đây Việt Nam không chơi. Bên Mỹ thì ở bên Mỹ thì có đi bộ hay là chạy bộ. Hồi nãy anh hỏi anh cổ một cô câu trả lời mà cổ chưa trả lời, thế anh trả lời đi, anh muốn có mấy con? Mình hai đứa là được rồi. Hai đứa là được. Yeah. Rồi hồi nãy anh có hỏi luôn là chừng nào cưới luôn phải không? Chị nghe ở ngoài loáng thoáng vậy đó. Rồi hai người có nghĩ là mình sẽ quen nhau bao lâu thì mình tiến tới hôn nhân không? Em thì em nói là càng nhanh càng tốt, nhưng mà anh thì như thế nào? 6 tháng là được. 6 tháng là được. Mọi thứ sẵn sàng. Yeah. Rồi, thì bây giờ em cho hai anh chị 30 giây nữa, hai người hãy nhìn nhau. Vì bây giờ mình cũng là những người trưởng thành hết rồi. Thật ra ở đây thời gian chỉ để là đo cảm xúc thôi. Có cảm xúc với nhau hay không, còn tìm hiểu là còn một cái quá trình nữa. Bao nhiêu tháng hay bao nhiêu năm là chuyện của hai người. Nhưng ở đây là Tường đã tạo cho hai anh chị một cái cơ hội gặp nhau. Cho hai anh chị thêm 30 giây nữa, mời hai bạn nắm tay nhau ạ. 30 giây. Rồi chúng ta mỗi người sẽ nói với nhau nghe cái suy nghĩ của mình giờ phút này như thế nào, mình mong muốn điều gì hay là muốn nói gì với đối phương, rồi chúng ta sẽ quyết định có bấm nút hay không. Rồi mời hai anh chị nắm tay nhau 30 giây ạ. Trực diện nhìn thẳng vào nhau. Một lần nữa để đo cái cảm xúc của mình, tại hôm nay cái cơ hội nó chỉ có vậy thôi. Rồi, anh mạnh dạn lên. Tự tin lên. Nắm tay. Dạ. Yeah. Nắm tay chứ không phải bắt tay nha. Nắm tay. Rồi nhìn tại nhau em đi. Em đang có rất là rung. Nhìn nhau đi ạ. Rồi mình cảm nhận 30 giây nha. Nếu mà cảm thấy đủ thì anh hãy là người nói trước.
Tay bạn tình gái cũng rung, thấy rung lạnh. Rồi, ngày hôm nay anh muốn nói điều gì khi tham gia chương trình này và bây giờ cảm xúc anh như thế nào? Tham gia chương trình này thì anh cũng rất là vui được quen với em, biết em. Thì anh nghĩ là có thể chúng ta sẽ là bạn. Dù có bấm nút hay không thì chúng ta cũng là sẽ là bạn với nhau. À, nói chung là em tham gia chương trình này là với một cái suy nghĩ rất là nghiêm túc, vượt qua mọi cái sự nhút nhát của bản thân mình để mà em tham gia chương trình này. Thành thử ra là em cũng đặt niềm tin vào cái chương trình sẽ cho mình một cái cơ hội, cho một cái tương lai khác. Gặp anh ở đây là có thể là mình cũng có duyên với nhau, mình mới được gặp, mình mới được ngồi ở đây gặp nhau. Em cũng muốn cho bản thân mình một cơ hội. Rồi, mời hai anh chị chúng ta sẽ đặt tay vào nút bấm nha. Quyền quyết định là của anh chị, giống như từ nói lúc nãy, cái cơ hội thì do mình tự nắm bắt. Chương trình cũng chỉ tạo một cái cầu nối và cho mình một cái dịp để mình gặp nhau thôi. Sau 3 tiếng đếm của Cát Tường, nếu như anh chị đồng ý hẹn hò thì mình bấm mạnh. Còn nếu không đồng ý hẹn hò thì chúng ta có quyền lấy tay ra. Và mình phải chịu trách nhiệm với cái quyết định của mình ngày hôm nay. Mời hai anh chị nhắm mắt lại ạ. Từ khi yêu em, anh đã biết bối rối vì những lúc thoáng nghe em cười. Anh đã biết con tim yêu em mất rồi, người yêu ơi xin em chớ quên. Có thể chúng ta sẽ là bạn với nhau. Một, hai, ba. Hết thời gian. Tôi vẫn muốn phỏng vấn anh, hỏi anh một câu nữa là lý do anh, tại sao anh lại không bấm nút? Cảm nhận điều gì nó chưa phù hợp với mình? Mình cũng chưa cảm thấy rung động. Anh có phải là người khó rung động trong tình cảm hay không? Cũng hơi khó. Tường thấy đây cũng là một cô gái rất là chân thành, cũng rất là thẳng thắn, mà Tường nghĩ rất là một cái mẫu người vợ lý tưởng mà nhiều người mong muốn. Thì nói chung Tường cũng không hiểu được cảm xúc của anh như thế nào, tại vì mỗi người, bản thân mình đôi lúc còn chưa hiểu rõ mình nữa thì làm sao hiểu rõ được người khác. Nhưng mà Tường, chị rất là trân trọng những cái suy nghĩ của em. Chị biết em là một người rất nhạy cảm, khi mà anh ta nói cái điều như vậy thì chị cũng hiểu là em cũng có cảm nhận được. Nhưng em là một người rất là mạnh mẽ và đã sống đúng với những cái gì suy nghĩ, và chị chắc chắn 100% em sẽ có những cái hạnh phúc mà em sẽ đáng được nhận. Biết đâu khi bước ra khỏi chương trình này, một cái gì đó nó bất ngờ, cái tương lai nó rất là vi diệu và nó sẽ đến với em. Chị cũng hơi bất ngờ về cái việc bấm nút của em. Chị hiểu cái tín hiệu của anh gửi, và chị cảm nhận là em cũng hiểu, nhưng mà em đã sống thật với mình. Đó là một điều rất là trân trọng. Có thể có nhiều người đang xem chương trình này, họ đang cảm thấy nuối tiếc và họ đang còn muốn tìm đến em. Hy vọng rằng là cái duyên nó sẽ đến với em một ngày không xa. Rồi, cảm ơn. Rồi, mời anh đứng đây ạ. Không sao cả, thưa quý vị, đến với chương trình của chúng tôi thì chúng ta sẽ bắt gặp rất là nhiều cung bậc của cảm xúc. Có những cái điều chúng ta cứ ngỡ là như vậy nhưng không phải như vậy, bởi vì chưa đến phút cuối cùng thì chúng ta chưa biết được kết quả sẽ ra sao. Nhưng dù có là như thế nào đi chăng nữa, ngày hôm nay chúng ta đã sống thật với bản thân mình, đã cố gắng hết sức thì chúng ta không có gì phải ân hận, và chúng ta sẽ luôn hy vọng và kỳ vọng một tương lai tươi sáng và tốt đẹp hơn. Chị mong những gì tốt đẹp nhất sẽ đến với em gái nha. Cảm ơn chị. Rất là thương, rất là đồng cảm với em. Mạnh mẽ lên cô gái, chắc chắn là sẽ tốt. Giống như chị vậy thôi, chắc chắn sẽ tốt. Cảm ơn anh đã đến với chương trình. Em cũng rất là trân trọng những cái suy nghĩ và những cái quyết định của anh dành cho chương trình. Và em cũng hy vọng rằng một ngày nào đó anh cũng sẽ tìm được một người vừa ý với mình. Cảm ơn chương trình. Dạ. Cảm ơn MC Cát Tường. Dạ. Hôm nay thì cũng có một chút buồn khi mà Tường đã không làm tròn cái vai trò là bà Mai, bà mối của mình. Đó là quyết định của họ. Họ đều là những người trưởng thành. Xin cảm ơn họ đã đến với chương trình. Đây, chỗ cách trung tâm hội nghị quốc gia khoảng độ hơn 10 km này. Anh sinh năm 74. Em nghe rõ chưa nhở? Rồi, nhưng mà... Dạ, chào anh nha. Chào, đây là một buổi casting mà muốn hẹn hò nên là coi cách anh nói chuyện như thế nào á. Thì bây giờ anh giới thiệu giúp em về thông tin tên, tuổi, quê, quán, nghề nghiệp của mình với. Ừ, anh... Đấy, như anh ghi ở đấy là Lê Ngọc Hà, sinh năm 1974. Anh ở chỗ Quốc Oai, cách trung tâm hội nghị quốc gia khoảng gần 20 km. Anh bên xây dựng. Là anh ở Hà Nội ha?
đúng rồi, anh ở bên xây dựng rồi. Rồi ok, à hiện tại đang anh đang ở đó với ai ạ? À? À anh có mẹ già ở nhà cổ ở nhà bên kia, sống chung với mẹ đúng không? Rồi đúng rồi. Dạ rồi, anh cho em biết là bây giờ anh giới thiệu sơ về cái điểm mạnh điểm yếu của mình đi, về tính cách đi. Ồ, anh thì sinh năm 74, anh thì anh hay thương người, cho nên là từ trước, từ năm 2010 là đa số chúng nó lừa toàn là mới xào đất một, nên là cũng ấy. Thế xong thì vợ nó bảo là không có gì, nó làm mất một mẫu đất tổ của anh. Một mẫu đất tới giờ 15 triệu một mét thì cũng hơn 50 tỷ. Thế xong này nó đi, con cái thì giao cho nó hết, xong này nó cho nó học đại học ra thì nó kiếm được mỗi khoe mỗi tháng nó 7 triệu 40 triệu. Thế là nó bỏ, thế nó khinh cả bà cả bố, bây giờ đưa ra tòa để bán đi tiêu. Là sao, là con cái lừa anh đất đai hả? Hả? Là con của anh lừa anh đất đai hả? Không, ở nhà thì tức là vợ anh với các con anh nó làm mất, còn thì riêng thì cái cho nó rồi thì nó coi thường thứ thì mình đưa ra tòa để bán nó đi. À rồi. Vậy thì cái đó coi như là anh hay thương người đi. Đúng rồi. Không? Ừ, rồi mình còn cái gì nữa nè? Anh nói tiếp về cái điểm mạnh điểm yếu của mình đi. Điểm mạnh của anh đó. Đấy, thế thì anh thì nói chung là cứ nóng tính nhưng mà cũng hay thương người. Thế thì đấy, thì giờ thì anh phải chăm mẹ già. Anh bỏ công việc chăm mẹ già, còn đi bên xây dựng ấy thì khoán nhà ta cái bể phốt thôi, nhà ta đập, nhà ta đổ cát vào mỗi ngày, nhà ta làm xong trong một ngày nhà ta có 2,5 triệu đấy. Khoán cái bể phốt 2,5 triệu là nhà ta làm một ngày là 2,5 triệu rồi. Mình không làm là tất được. Ví dụ mình làm được tất được thì 3,5 triệu ạ đấy. Cho nên là anh bỏ việc để anh nhà trông mẹ. Ờ rồi, thì cái điểm yếu của anh là gì nè? Cái điểm yếu của anh là gì? Điểm yếu của anh thì anh hay thương người, anh hay nể lắm. Anh hay gì á? Anh hay nể. À hay nể cả đúng không? Ờ thì có tiền tiếc cái thứ, nhưng nó cứ nhày nhày thế là cho mượn. Cho mượn đa số loại, anh lấy đầy ở không đầy nó không có giả đâu. Khó lắm, không trả. Cho mượn tiền không là không trả tiền nữa rồi. Điểm yếu mình là nữa là gì, gì nữa nè? Anh cũng rap. Anh không rap. Có tài lẻ có hát được. Ừ, vì anh thấy những người mà ác ấy là nó hay bị ung thư, vì cái ung thư nó tạo ra từ ác mà nó ra đấy. À, anh hát cho em một đoạn nghe thử coi nè. Thất đức là nó tạo ra ác. Hát chay hay là hát loa mic? Hát chay đi anh. Hát chay à? Vâng. Mẹ ơi, con nhớ như in buổi học đầu tiên là lời ru thiết tha trong lòng mẹ. Bên cạnh vắng nóng đưa khi con còn bấm bé vọng nói từ ngàn xưa như câu hạt à ơi. Lời mẹ ru con có sông núi biển trời, có lũy tre xanh ấm tình làng nghĩa xóm, có nồi xuân sang rộn ràng khuya sớm. Được chưa em? Dạ được rồi, ok rồi ạ. Rồi vậy thì bây giờ anh nói tiếp cho em về cái tình trường của mình đi. Anh đã kết hôn năm bao nhiêu? Anh kết hôn năm 1996. 1996. Rồi hiện tại là anh quen người ấy là được bao lâu rồi, ly dị được bao lâu rồi ạ? Anh đấy, thế thì anh kết hôn năm 1996 thì anh xong thì anh ly dị từ năm 2019. Mình có bao nhiêu bé rồi anh? Anh ba. Có ba bé rồi. Anh kể sơ giùm em về cái câu chuyện hôn nhân của mình đi. Là anh gặp người ấy như thế nào, rồi quen nhau ra sao, rồi lý do tại sao hai người lại đổ vỡ hôn nhân? À, là trước thì nhà anh ở gần, thế là tiếng thì nhà thì có điều kiện.
Thế là ông bố vợ cứ lên mời mẹ vợ, cứ lên mời, bảo xuống bố vợ lên, cứ bảo anh xuống. Thế là xong thì anh đi mời anh thì anh thì đâu nghe nhà nghịch à. Thế là xong thì bảo anh, thế là anh đều, thế là bảo là định đưa thấy tháng mày cho tờ giấy báo đốt cho tao, thì anh cứ hãi sợ các thứ, thế nó không hạnh phúc. Tức là bố ở nhà thì hai bên thì bố mẹ bắt tiếp, bắt anh thì bây giờ thì vừa mới lớn lại chưa thích lấy vợ, anh còn thích đi học á, anh đi làm gì chả được. Rồi nói chung là lúc đó là vừa mới lớn là chưa muốn cưới vợ mà do bố mẹ bắt cưới vợ đúng không? Ừ. Dạ rồi, thì khi mà về thì cái trục trặc gì mà khiến cho hai vợ chồng lại gây ra đổ vỡ? Thế thì đấy, thế thì làm mất của anh một mẫu đất thì đấy, thì 15 triệu mét vuông thì giờ cũng phải hơn 50 tỷ. À là vợ là mất đó hả? Ừ, ở nhà nó phải làm những cái trái đạo này mới mất được của anh. Trái đạo là trái đạo như thế nào anh? Ở trái đạo loạn luôn cái thứ thì mới mất của anh được, chứ không mất là được. Anh các thứ còn dấu đỏ chót các thứ, anh để trong két các thứ, thuế má anh đều đóng đều nộp sổ xếp của anh. Nó như là các thứ gọi cái xe cộ ấy cứ đi cắm thì bây giờ thì bán rẻ của anh thì bây giờ thì cầm cái đăng ký không còn mảnh giấy, nó phá thì nó bán đồ hết của anh. Trời ơi. Mình đi chuộc thì mất rất nhiều tiền hơn mua ấy. Dạ rồi. Vậy thì bây giờ ý là cái tài chính và đất đai nhà cửa của anh là hiện tại là mình có ổn không, hay là mình đang nằm ở trong tình trạng gọi là khó khăn anh? Không đấy, anh làm cái nhà này gần 100 mét vuông. Anh ở dưới đây thì nó cũng sóng yếu thôi, lên trên thì sóng nó khỏe. Vậy có nghĩa là bây giờ nếu mà anh muốn kiếm bạn gái là bạn gái sẽ về ở chung với anh đúng không? Đúng rồi. Dạ rồi. Còn cái nhà cổ bên kia nữa mẹ anh ở. Rồi, hiện tại bây giờ anh tới với chương trình thì anh mong muốn một nửa của mình tiếp theo là như thế nào? À, thế thì hợp vì dạng như là tuổi thì nếu có con thì càng tốt, chẳng như là cái độ tuổi thì tầm độ 94 cũng hợp, 94 98 cũng hợp ạ. Anh sinh năm 1974. Đúng anh rồi. Mong muốn người bạn gái anh là 1994 hoặc 1998. Đúng rồi, kể cả dân tộc cũng được, cứ có con thì mình nhờ, sau này để nhờ. Nhưng mà nếu ví dụ như là 1994 nó trẻ quá thì sao? Ví dụ như là cỡ tuổi sinh năm 1972 hoặc là bằng tuổi anh được không? 72 thì nhiều tuổi hơn anh, bằng tuổi anh nhiều tuổi quá. Ý là bằng 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 tuổi anh, ý là họ đã ổn định về con cái hôn nhân, ý là con cái là họ đã ly hôn giống như anh vậy đó, nhưng mà họ có một cái tình trạng mong muốn là sẽ có một người ở chung với nhau để chia sẻ thôi. Thì tối thiểu thì 774 thì tối thiểu nói chung là tuổi 74 hay tuổi 72 thì cũng là tuổi 72 cũng bằng 7 điểm đấy, tuổi 74 thì cũng là đồng hợp đấy. Nhưng mà của tuổi 82 cũng tam hợp và tuổi 78 cũng tam hợp. Tuổi 83 lục hợp. Nói chung là 72 78 được đúng không anh? Ừ. Nhưng mà 72 thì 74, 72 thì cũng là đạt được 7 điểm đấy. Hai tuổi ấy. Ý là kiểu là mình kiếm một người phù hợp với anh, ví dụ như là khoảng sinh năm 1972, 1978 thì ok, chứ 1994 thì nó trẻ quá anh. Nó tụi nó đòi hỏi là cũng phải là một người con trai gọi là chưa kết hôn, chưa gì hết. Nói đời chung là đời nữa nó ly hôn chứ em. 794 hay 98 đời nữa ly hôn. Rồi, nói chung là 1972 nè, 1978 nè, 1983 là ok đúng không? Rồi, 82, 83.
86 cũng được, tuổi 86 cũng được mà. Ừ. Rồi ok. 86, bây giờ tuổi 98, anh 98 cũng được. À, rồi, à, bây giờ về cái ngoại hình đi. Anh à, anh mong muốn chiều cao như thế nào, là anh cao bao nhiêu ạ? À? Anh cao sấp xỉ 1m7. Rồi, thì à, bạn gái thấp hơn anh là được đúng không? Đúng rồi. Ừ, rồi. Con người cứ có chân có tay được. Rồi, còn nghề, còn về nghề nghiệp thì sao ạ? Ở nghề nghiệp thì có nghề nghiệp thì tốt, có nghề nghiệp thì nó nhàn. Không nghề nghiệp thì kinh doanh cũng được. Không có nghề nghiệp thì về anh vẫn lo được đúng không? Ừ, cũng được, có nghề nghiệp thì tốt em. Ừ, rồi. Có nghề nghiệp thì bán hàng. Để bán cái hàng không thối ấy, bán gạo, bán đậu, bán lạc các thứ ấy, mở ra bán hàng bánh kẹo ấy. Dạ rồi, về hôn nhân thì người này là có con này nọ là được hết đúng không anh? Ừ, nói dạ, chung rồi. Là người ta ly hôn rồi thì đều có con hết. Nhưng rồi. Mình mà có con với nhau thì nó có sự ràng buộc, có con để lấy chỗ dựa thì cũng tốt mà em. Đấy là điều mà ai chả mong ước. Dạ rồi, bây giờ là anh không thích ở người phụ nữ là như thế nào ạ? Ừ, thế thì người phải có đạo đức, ví dụ như là bất hiếu với mẹ mà cứ thấy chửi mẹ thì những người ấy thì mình không kết hôn. Nên mà cứ thấy những người con gái mà là cứ chửi mẹ, bất hiếu với mẹ thứ thì không có kết hôn người đấy. Người đàn ông mà mắt như Lê Văn Luyện này, mắt cá chè, những người ấy không có chơi mở cửa vào nó giết cả nhà. Ừ. Mắt đỏ, mắt cá chảy, có những một số đặc điểm. Rồi, còn gì nữa không ạ? Rồi, cần nói chung là người nhìn cứ hiền, nhìn người hiền và hiền hậu thì có đạo đức thì tốt, nó mới hạnh phúc. Nói chung là người đó hiền là ok đúng không anh? Ừ, như rồi. Tuổi thì nói chung là tuổi tao hợp, thế thì nó như cá với nước, còn khắc nó như con cá với đống sỏi lúc trong vảy chết ạ. Hợp thì nó thuận dạ cả về, tất cả về sức khỏe, về cái trường thọ, về cả về con cái. Dạ rồi. Có cái tuổi khác là phải tù tội hoặc chết yếu, không biệt ly thì tuyệt mệnh. Đấy khác nhau mà. Dạ rồi, ok. Đây là một buổi casting bản hẹn hò thôi. Nếu mà kiếm được một người phụ nữ mà mong muốn á, thì tụi em sẽ làm việc với anh, có một bài biên tập làm việc với anh sâu hơn ha anh ha. Rồi cảm ơn em. Dạ cảm ơn anh rất là nhiều ạ. Dạ. Rồi xem một cô nào ít tuổi. Rồi, chào bạn ha. Đầu tiên thì xin mời bạn giới thiệu họ tên, công việc, tuổi tác, quê quán của mình nhé. Vâng, em tên là Duy. Em ở Hưng Yên thì em đang làm nội thất ô tô. Là mình làm sale hay là làm cái gì ạ? Em chuyên lắp gọi là âm thanh hình ảnh ô tô ấy. Ừ. Gọi làm rồi, đẹp cho xe. Đó. Mình sinh năm bao nhiêu Duy? Em sinh năm 90. Em sinh năm 90 chị. Ở Hưng Yên hả? Ở Hưng Yên vậy thì nếu mà vâng. Chương trình ghi hình ở thành phố Hồ Chí Minh thì em có vào được không? Cái này à? Cái này có thể, chỉ có thể... Mình chỉ ghi hình trực tiếp thôi em. Nếu như mà mình không vào được thì chắc là hẹn lại một cái dịp khác ha. Ờ, tại chỉ có ghi hình trực tiếp thôi, các bạn vào được thì mình sẽ ghi hình đó, chứ nó không có cái chương trình nào khác đâu. Vâng. Ừ. Vào thì vẫn vào được. Ừ. Vậy thì suy nghĩ chuyện gì mà lâu? Đâu, em đang ở, nếu mà ở gần Hà Nội luôn thì càng tốt. Ừ. Ừ, không, mình chỉ quay ở thành phố Hồ Chí Minh thôi đó. Nói trước để em xem đây ha, để đỡ mất thời gian hai bên. Mình thấy mình thôi xa xôi quá, em mắc công lắm. Ví dụ như em chưa tới mức ế mà em phải lặn lội đường xa để vào đây thì thôi, nhường cơ hội cho người khác.
đó. Vâng. Ừ rồi thì em thấy sao, ok thì chị sẽ hỏi tiếp. Vâng, thì em cũng có đang có một cũng đang có lịch trình để em đi đi vào thành phố Hồ Chí Minh quận 10 12 thì em cũng năm 12 thì em cũng đang có ý định tiện em vào được được luôn thì em Rồi thôi bảo. vậy em chia sẻ tiếp giùm chị ha, điểm mạnh Vâng. điểm yếu và cái đường tình duyên của em như thế nào. Đường tình duyên của em à? Không không chưa biết em phải diễn tả như nào thì cho dễ hiểu nhỉ? Điểm mạnh thì em giỏi gì, em có thể làm được những chuyện gì tốt, nấu ăn được không, là cưng chiều bạn gái không. Nấu ăn thì em không biết nấu ăn nhưng mà còn chiều thì em chiều thật. Chiều thì em chiều lắm. Rồi em có tật xấu gì không, nhậu hút thuốc gì không? Em mà không có thuốc mà cũng không nhậu. Rồi có tự thấy mình có tật xấu gì không? Tật xấu à? Tật xấu thì hơi nói nhiều tí thôi. Rồi Tật bây giờ em muốn tìm bạn gái như thế nào? xấu và là cũng là cao ráo với cả khuôn mặt dễ nhìn, biết đối nhân xử thế. Gì nữa không? Biết chăm lo cho gia đình một chút là được. Rồi khu vực thì sống ở ngoài Bắc hay là khu vực nào cũng được em? Miền Bắc thì theo em thì sẽ ở Hưng Yên thì sẽ tốt hơn, gần gũi hơn. Rồi ok em, nếu được chọn á, thì chương trình liên lạc lại rồi hướng dẫn em các thủ tục tiếp theo nha. Vâng. Rồi cảm ơn em nhiều. Mình à, đúng rồi. Khi mà chia sẻ thì anh nhìn thẳng vào camera điện thoại giúp em tụi em nha. Rồi Vani, bây giờ mình sẽ bắt đầu luôn. Mình giới thiệu và họ tên, tuổi, quê quán và công việc của mình nha. Được. Rồi mình bắt đầu đi anh. Trước mình nói tên tuổi rồi mà ta. Đúng rồi ạ. Họ tên của mình là gì? Phong Anh Việt ạ. Cái gì? Phong Anh. Phan Anh Việt. Rồi. Âm Mình mê sinh năm bao nhiêu? 1989 1989. Rồi ok, mình chủ động mình chia sẻ đi, tại vì ở đây là bọn em sẽ xem thử cái cách mình chia sẻ như thế nào, có tự tin, có chủ động hay không á. Đừng có đợi em hỏi rồi mới nói ha. Mình sinh năm 89, quê của mình ở đâu, công việc là gì ha. quê ở Quảng Nam, hiện tại là đang làm ở công ty Thaco Trường Hải, Đang làm ở đâu? ở công ty Thaco Trường Hải Mình chuyên về cái khâu nào? cả bên lắp xe ô tô ạ. Lắp ráp xe ô tô. Rồi, ok, bây giờ anh Việt nói một xíu về bản thân mình đi. Tự thấy mình có những cái điểm mạnh, điểm yếu như thế nào ha. Điểm mạnh là biết nấu ăn và biết lo cho gia đình ạ. Điểm yếu là tính hơi một hơi hơi có một xíu nóng. Rồi mỗi lần nóng nhất là làm cái gì? Có đánh tao. Dạ không, nóng mà chỉ là nghe dỗ một xíu là về tầm 5 phút là hết rồi. Rồi. Mình có tài lẻ năng khiếu gì không? Ca hát rồi được không anh Việt? Không, Không có tài lẻ gì hết. Trước giờ mình trải qua mấy mối tình rồi? chậm ba mối tình. Rồi chia sẻ ba mối tình đó, quen bao lâu sao mà chia tay? Mối tình đầu là hai học sinh thôi, mình vừa quen nhưng mà ở học bé đó học ở Đà Lạt là cũng xa quá nên thôi, nên một thời gian lâu quá cũng nhắn tin qua lại thôi chứ không có gặp nhau, nhắn tin viết thư được thôi. Cái lâu quá thời gian tự nhiên tự hai người được không liên lạc nữa là tự hết thôi. Một tuần thứ hai là quen được một tháng là gia đình phía đó kêu bé đó kêu gia đình phía ba mẹ không cho quen. Mình thứ thứ ba là cũng quen xa luôn, quen xa nên nên là một được 2 tháng cơ, cái đó kêu
không muốn về quê. Rồi bé nó nói chia tay luôn. Ừ, yêu xa mà ở đâu lận anh Việt? Ở Sài Gòn ạ. À, là nhưng mà còn hiện tại là mình đang làm ở Quảng Nam hay làm ở Sài Gòn? Làm ở Quảng Nam ạ. À, đang ở Quảng Nam luôn. Rồi nếu như mà mình ghi hình ở trong Sài Gòn thì mình có vào được không? Để em coi sắp xếp vậy. À, rồi mình chia sẻ về cái mong muốn hiện tại của mình đi, thích bạn gái mẫu kiểu như thế nào? À, kiếm một người mà chung là không quan trọng tuổi lớn hơn hay là nhỏ hơn, nhưng mà biết người biết hiền lành, biết sống, biết nhưng mà chung phải có công việc ổn định được. Ừ. Rồi có nghĩa là chịu chấp nhận quen người lớn tuổi hơn đúng không? Nhỏ hơn được mà là không có lớn hơn được. Lớn hơn mấy tuổi tối đa? Tầm vài tuổi. Bạn gái là đang ở đâu thì được, Sài Gòn hay là ở Quảng Nam hay là ở các tỉnh khác? Sài Gòn, nhưng mà giờ công tác ở đây thì được. Bác ở Quảng Nam thì được, chứ Sài Gòn bây giờ mỗi lần muốn hẹn hò chạy tới đó. Chà, vậy là mình chỉ gói gọn ở ngoài Quảng Nam thôi. Vậy là hơi khó nha, tại vì cái số lượng bạn gái mà đang ở Quảng Nam thì rất là ít luôn, cực kỳ ít luôn á. Bây giờ mình muốn hẹn hò mình chạy tới Sài Gòn mà chạy thì đó do mình thôi. Mới thời gian quen mình phải chấp nhận, ví dụ sau này mình thuyết phục được người ta về quê chúng mình thì là chuyện của mình. Nhưng mà quê Quảng Nam mà làm Sài Gòn không, cái này đang thương lượng với mình để mình có nhiều cơ hội hơn thôi. Chào quá rồi, rồi ok, chị chấp nhận bạn gái Quảng Nam thôi, còn yêu cầu gì nữa không? Cho mình dễ nhìn xíu được. Thích cao thấp mập ốm như thế nào? Dạ không. Trời ơi, mình hiền quá rồi, mình nhát, ít nói gì lên sân khấu, sao mà mình nói chuyện được với bạn gái. Ừ, đúng. Rồi, nói chung hôm nay chỉ là vòng thứ nhất thôi. Nếu mà mình được chọn thì chương trình sẽ thông báo cho mình biết nha. Dạ. Rồi có gì đợi thông tin từ chương trình ha. Dạ. Ừ, rồi ok, cảm ơn anh Việt. Mình cắt xong rồi đó, mình thoát ra cuộc gọi đi. Dạ.